Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Jack for 3 đây. Thì việc đầu tiên, đầu clip thì chúng ta sẽ cùng nhau vào cái group của mình mới lập anh nhá. Mình để ở phần mô tả, mọi người ở đây cũng bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn với nhau khá là nhiều rồi. Mọi người anh em vào group của mình nha. Phê duyệt thành viên này. Rồi, mình cái chuyện tiếp theo của Idle Heroes, nhớ vào cái group này nhá, mình để link ở phần mô tả nha mọi người nhá. Nhớ vào đấy. Khiếp. Dụ mãi không vào coi chừng đấy. Rồi ok, chúng ta đến với ngày, hình như là ngày thứ mấy, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi mọi người nhỉ? Mọi người xem còn nhớ ngày. Hello. Mình xem không nhớ ngày đâu ấy. Hôm nay là ngày thứ 10, ngày thứ 8, ngày thứ 8. Ngày thứ 9 đúng rồi, ngày thứ 9. Hôm nay là ngày thứ 9 rồi. Và mình cho các bạn xem. Hồn hòm thư này, ba xuân hàng ngày này. Rồi bot vui được lần đầu tiên là top 2 bot vui. Rồi, thẻ thắng nhỏ, thẻ thắng lớn. Rồi. Lần đầu tiên là top 2 bot vui đấy mọi người, đùa sướng phết. Game này khá là nhiều rồi, muốn biết tại sao game mình lại nhiều như này không? Đó chính là do mình mới lên cấp nữa. Ôi, thằng này tháng đầu tiên nó tặng nhiều game thật, 8.000 game. Chưa gì đã được 8.000 game rồi. Việc đầu tiên chúng ta làm khi được 8.000 game là chơi sổ số thôi. Sổ số thôi mọi người. Ôi được 1 phút nữa. Không được con gà nào. 8.000 game mà đổi lại từng này thì có mọi người thấy có lời không? Lời không? Lời vãi đái luôn ấy. Siêu lời luôn, siêu lợi nhuận. Quá là sướng luôn. Mình mà có thêm tí xôm nhỉ. Mình được bao nhiêu rồi? 48 và 12 cái này đã được một con phút. Thì hiện tại là vô đo là 9 sao rồi, cho nên là 9 sao nên là game khá là dễ thôi. Mình xem con bot nào. Hay mình làm 2 nháy nhỉ. Nâng điểm đã rồi bắt đầu đánh tiếp. Mình sẽ nâng Flora lên. Ui cái điểm speed này ấy cơ, 4 quá. Làm 2 nháy vậy. 2 nháy hay 1 nháy nhỉ. Bot vui của bọn mình đánh khá là thoải mái. Ui 57 triệu một phát luôn ạ. Ngon phết. Thôi làm 2 nháy kiếm cái tốt cao cao chút. Thôi ui cám dỗ quá mọi người ơi. Không muốn đánh thế này cả. Đánh như này thì anh em không được đánh. Ôi mà không đánh thì out top. Cám dỗ cuộc đời quá à. Bây giờ mà cái ông mạnh nhất vui ông vổ một phát là chết luôn á. Dây xa. Mình sẽ đánh như nào để kiếm điểm. Mình vẫn trong top nhỉ. Tháo một con ra. Tháo 2 con ra. Tháo 2 con này ra. Tháo 2 con này ra đi. Chắc là mình sẽ rất là yếu đó. Mình muốn điểm ở trong, mình trong top 5. Mình không muốn out top. Đấy thế thôi. Mama mình. Ui con này tín phết đấy. Nhìn thế thôi nhá. Ui. Bạn bè tao bảo tao là ui. Ui ngon phết nhờ. Flora đâu tệ lắm đâu. Kiểu nó nảy như này cũng mạnh mà. Cũng có hồi máu các thứ đấy. Ui. Nhưng mà bị bên kia giảm công nhiều quá. Con Queen hay con này nó giảm công nhiều quá. Nó giảm công nhiều. Ôi không được crit tôi, nó giảm crit nữa. Cũng thốn nhỉ. Không phải được 40 củ đam thôi. Đấy đánh một cách nhẹ nhàng cho anh em đánh tiếp thôi. Anh em sau skip bot vui thì ra tạo lại ăn cùng nhau. Mình sẽ rủ thêm vài ông nữa qua đi ăn lại cùng nhau. Và lúc đấy chỉ có chạm nhẹ thôi. Chạm nhẹ nhau và nhớ nhau thôi. Anh em nào không chạm được bot thì lo mà chạm đi không. Lại đợi chờ nhau. Thật ra nhìn như này là cũng biết là sẽ có người bị skip rồi. Nhìn như này đi. Mình không đánh ở đây thì cũng sẽ có rất nhiều người bị skip. Mới có 9 người đánh mà đã như thế rồi. Không sao. Tương lai của chúng ta là tùy thuộc vào quyết định của chúng ta mà. Thế cho nên là khi đánh bot vui á, mọi người sẽ có hai cái hai cái kiểu người, một là ích kỷ, hai là nghĩ cho người khác, và ba là mà mình giống mình là như này. Cứ một con bot vui nhá, cứ một con bot vui là mình skip một con, nhìn này, con này là mình không ăn luôn này đó. Nhưng mà qua con bên này thì mình đánh làm sao cho vào được top 5 luôn, để làm sao nào ao vui là mình nhớ con nào mình ăn và con nào không ăn đấy. Thôi bot thứ 19 top 5, bot 20 mình skip luôn này, mọi người thấy không, skip luôn. Và cũng chỉ có 13.000 là người ăn thôi. Ông dây xa thì ông ấy khỏe quá rồi. Con Blicker này, con này mình không đánh đúng không nhỉ, mình không đánh con này đó, mình cứ một con skip rồi con Blicker này mình ăn. Đến với con Asmodee rồi thì mình không đánh luôn đó, cứ một con đánh con không để hôm sau mình out ra rồi mình ăn top 1 một mình luôn. Nói chung là cũng để mà một phần cho anh em nữa, một con ăn một con mình skip để cho anh em đấy. Con này từ top 3 này. Ê, con Asmodee không đánh đúng không, nhưng mà con Welter được top 3 luôn này, thật luôn đấy. Rồi con Ablink này thì mình đánh top 7 cũng được. Bên này thì báo top 3 lại, bắt đầu khỏe lên, hiểu không? Nó lại là tín. Đấy, thì đó là cái cách đánh bot vui của mình, đó là cái cách chơi của mình. Mình cũng không biết là mình thuộc dạng người ích kỷ hay là người tham lam nữa, cũng biết được. Rồi. Thì ở đây nói với anh em luôn là chúng ta sẽ có Event Venture. Nhưng mà các bạn nhìn thấy không? Nếu như mà chúng ta có hai hướng chơi, chúng ta chọn hướng chơi Horus ấy, thì server này rất là sướng luôn. Hướng chơi mà hệ sọ ấy thì nó vừa đẹp luôn, nó cho Horus mà chơi hệ pháo đài vậy, cái gói phát triển có Penny cũng vậy à. Nhưng mà mình vì content nên là mình chơi cái hướng đi mới rồi, mình chọn con Garuda. Không phải mới đâu, mình chọn hướng đi khác biệt, thì chọn Garuda vậy. Ôi, có cả Rogai các thứ của mình. Thôi để đây đi, chưa có cái gì để làm ở đây ấy. Nếu mà up lên đi Sealand thì up thôi. Nhưng mà mình nghĩ là hay làm luôn nhỉ. Mình sẽ tích mấy con phút 3-4 sao thôi. Ồ, đây rồi. Hôm nay có cái này này, chơi luôn thôi. Hôm nay có cái này thì ngu gì không chơi. Làm tí. Ấn nhầm, thời gian lại xem lại. Có Braille mà không biết, lỗi mình. Đấy, khi là có cái việc chia sẻ cái việc mình ăn bot vui. Mình không muốn thọt, mình vừa không muốn thọt, mình lại vừa không muốn tức là mình không muốn thọt tốt, và mình lại càng không muốn là mình sẽ bị chửi. Nên là mình cứ ăn một con làm sao con tiếp theo. Nói chung là đã ăn thì thôi, đã không ăn thì thôi. Đã ăn là phải ăn vào top 10. Đó là cái cách chơi của mình. Không giống những ngày trước là mình cái nick Freya cao nữa. Cái nick Freya cao trước là mình chọn lối đi Horus nó quá mạnh rồi. Tôi nhớ thật, đây là bot vui đấy thôi. Khi nào các ông lên cái vui của mình mà lên qua cái bot 40 ấy, là mấy ông Inosuke với Horus là ăn hết. Những cái người như mình là không có cửa để động mõm vào luôn. Đấy, nó là như vậy. Thì mình lúc đấy thì mình lại hết bot rồi thì mình lại kiếm vào lại là lập một vui riêng, xong rồi con nào khó quá thì mời mấy ông khỏe vào đánh giúp, đúng không ạ? Lại tuyệt vời luôn. Ôi rồi sao lại có Garuda 10 sao đấy? Ôi ông cái gì vậy? Trời ơi, are you kidding me? Bốc nào, bốc. Không thắng được thì chịu mà. Cái đéo gì thế nhỉ? Tại sao lại gặp một ông trước một server luôn thế này? Con gà nó quạt chết à? Xong rồi em ơi, chết mẹ rồi em ơi. Chơi thế thì ai chơi, chơi thế ai đủ. Khiếp đen, đéo hiểu kiểu gì. Thể luôn ấy, chơi game béo cực thật. Quá là buồn luôn á. Xếp cho mình gặp cái team mà khốn nạn thế nhỉ. Đấy, như vậy chúng ta cũng làm nhiệm vụ hàng ngày bớt đi. Ui, không có game để roll nữa luôn ạ. Chú bé đần rồi. Thôi chết mẹ, thôi ăn ngoài cái này cũng được. Không có game mà roll nữa chứ. Làm tí không? Làm tí. Thôi, hơi hết game thì chịu vậy. Kệ nó, coi như là mình làm nhiệm vụ cho vui vậy. Mà nè. Heroic Summon. Chả được cái gì tưởng mới đâu chưa thầy. Mọi người nhớ vào cái group của mình nhá. Mà hôm nay đen quá à? Rồi, clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Chia sẻ một chút về bot vui và tình hình của nick thôi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Có thể tối nay hoặc chiều nay mình sẽ có một clip livestream xung cái nick. Có một anh ở bên lại Android để gửi nick về cho mình rồi. Có 2.000 xung rồi. Và rất là vui để mà thông báo với anh em chúng ta sẽ có buổi livestream nha. Anh em chuẩn bị súng đạn và còn donate cho mình. Với mọi người, hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo. Thấy chưa? Đã ăn bot vui thì thôi, không ăn thì thôi. Ăn là vào top. Và anh em khác bị skip thì cũng phải tạo lại vui mà ăn đấy. Rủ một đám bạn cùng nhau mà ăn giúp đi. Phải có người mạnh, đúng không? Ăn hết bot lượt này thì mình tạo chơi thêm lượt khác nữa. Ok. Như vậy là xong nhiệm vụ ngày thôi. Một ngày vào game chỉ thế thôi mọi người ơi. Còn bot vui thì nhìn xem mình còn bao nhiêu tiếng. 8 tiếng còn lâu mới được đánh. Có khi là mình ăn 8 kiếm xong, họ ăn xong con 26 rồi. Con 27 này cũng nên, giờ hay bị skip như vậy lắm. Thì bây giờ nó chúng ta phải cẩn thận. Thì vào bye bye mọi người. Và hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo nha. Nhớ vào group đó. Group